저희 2승 1패팀에 이제 정말 강한 팀들이 많은데 KT 롤스터가 어떤 팀인지 보여드리도록 하겠습니다. 就是进入二杠一的阶段的话，我觉得我们更应该把自己的就是一些东西问题改掉，因为下面的队伍也就是实力很接近，没有相差太多吧，然后就要继续加油。 일단은 저희 KT 롤스터가 이제 기인과 BDD 선수를 필두로 되게 강한 라인전을 가지고 있다고 생각하고요. 我觉得 LNG 就是一支大家非常团结，然后性格都很好的队伍吧。然后就是那个，就是大家的那个向上的心，就是一直想往前冲的。对我的下一轮对手说，我们一定会战胜你们的。 이제 저희 KT 롤스터를 상대하려면 단단히 각오해야 할 겁니다. 감 e스포츠 팀 정말 플레임부터 고생 많이 하셨고 하지만 여기까지인 것 같습니다. Nó sẽ ý nghĩa về việc là em đánh được 7 khu lớn thì em điều đó chứng tỏ là em đã có được cái sự xứng đáng khi mà em khu vực em đã có được 2 chiếc vé vòng ở Berlin cũng sẽ khiến cho tất cả khán giả của VCS đều cảm thấy tự hào. 상체, 미드 정글 탑 위주로 굴러가는 팀이라고 생각해서 저희 팀도 상체 싸움이 굉장히 중요할 것 같고 nụ cười và cái sự không khí của team rất là quan trọng. Khi mà em cười và em thấy vui thì tất nhiên là em chơi game sẽ tốt hơn. 저희가 압도적으로 이겨서 그들의 웃음을 없애드리도록 합니다. Nếu như mà bạn gặp Gam thì bạn nên cẩn thận và đừng chủ quan, bởi vì team Gam sẽ đánh bại bạn bất cứ thời điểm nào mà bạn chủ quan thôi.